Hôm nay gia đình em Thảo có 10 lô thanh lý, mỗi lô là 5 cây, em bán là 200.000. Là những cái dòng em Thảo bán là như là châu như mắt đỏ, 5 cái trắng phú thọ, 5 cái trắng hiển oanh, hồng mỹ nhân thôi. Đó, và tất cả những cái hàng kể cả nó có bị vẫn còn đẹp mà nó đã hàng hoàn thì gia đình em Thảo đều bán thanh lý để ra lộc cho anh chị em nào yêu mến. Và tính ra thì chỉ có 40.000 một chậu thôi, rất là đẹp nhá. Cây nó chỉ hơi mất nước một tí và nhà em đã dưỡng rồi, nên là cô chú anh chị hoàn toàn là chúng ta vẫn có thể thuần được. 200.000 một lô ạ, có 10 lô. Hiện tại gia đình em Thảo có 8 lô thanh lý của nù Ta Ly và nù Hòa Bình. Và đây cả nhà quan nhìn thấy, đây là những cái thân nó rất là nù đấy ạ. Và cái rễ của nó này, vì nó là từ trong chai ra và khi mà đây ạ, cái rễ của nó rất là khỏe. Và cái thân của nó thì nó là dòng thân nù nên là nó rất là lớn về cái phần này. Nên là cái rễ của nó này, cái rễ của nó rất là chắc chắn luôn. Tuy nó như này, nhìn này. Đó. Đây. Vẫn còn rất là đẹp luôn. Không có vấn đề gì hết. Đây này, xinh quá. Và em bán mỗi một lô gồm có 5 cây. Bình thường em Thảo bán 80.000 một cây đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó này, cả nhà nhìn này các bạn, mọc thân tơ này. Mỗi một chậu, mỗi một lô của nó gồm có 5 chậu. Và mỗi một lô em bán với 200.000 thì tính ra chỉ có 40.000 đúng không ạ? Mà cây của nó vẫn còn rất là đẹp nhá. Đây, cả nhà nhìn này các bạn, cây vẫn còn rất là xinh. Và em còn có mấy, còn có 8 lô này thôi là em hết hàng sạch rồi. Đó, đây, em đã phê phân ra hết rồi, để cho anh chị em khi mà đi lên nhà em thì cũng có thể lựa luôn. Hiện tại gia đình em Thảo còn có 5 chậu cây, 5 cái trắng họng hồng hàng chuẩn bông. Họng hồng môi trái tim rất là đẹp ạ. Đây là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tâm. Và cái dòng hoa này cả nhà các bạn nhìn thấy, hoa chuẩn bông và cây đã thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng cho hoa và cho những cây con năm tới này luôn rồi. Đó. Nếu mà anh chị em ở dưới miền Nam ấm hơn ấy, thì nó sẽ nở vào khoảng tầm tháng đầu xuân đấy. Đầu xuân đến giữa mùa xuân là nó sẽ nở hoa luôn. Đó. Cây nó vẫn còn rất là đẹp và hiện tại em còn có 5 chậu em bán với giá là 230.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 450 nhá cả nhà nhá. Vì cái dòng hoa này cả nhà biết rồi. Cái đợt vừa rồi em Thảo về khoảng tầm 300 cây thì em đã bán hết sạch trong vòng 3 ngày. Và giá của nó là 315.000 một chậu gạo. Và hiện tại thì còn có 5 chậu nên em bán với giá rẻ luôn. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tâm. Và chỉ có 5 chậu thôi nên là anh chị em nào nhanh tay thì sẽ còn nhé. Bởi vì đây là hàng chuẩn bông. 5 cánh trắng rất là đều nhau, rất là xinh luôn đấy ạ. Môi trái tim cực kỳ là đẹp. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có 6 chậu đuôi công. Đây là hàng để phần vẫn còn rất là đẹp nhá. Và mặt bông cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hoa cho vào mùa xuân luôn nên cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Cây đã thắt ngọn vàng lá và chuẩn bị rụng lá cho bông rồi đấy ạ. Đấy, em bán hàng làm giống nhá. Bình thường em Thảo bán 250 đến 300.000. Ngày hôm nay em bán thanh lý, hàng để gây giống thôi. Anh chị em nào yêu mến thì sưu tầm. Em bán là 300.000 đồng một cặp nhá. Tính ra chỉ có 150 thôi. Đó, 150 một chậu. Đấy, em có 3 phần dành cho 3 cô chú anh chị nào yêu mến. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn thấy ở trên màn hình ở đây ạ, rất là đẹp nhá. Và em còn có 6 chậu thôi. Cái dòng hoa này rất là xinh luôn, rất là đáng để chúng ta sưu tầm đấy ạ. Phi điệp 5 cái trắng phú thọ hàng gieo hạt có mặt bông mẹ rất là đẹp như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình ở đây, chính là mặt bông mẹ của nó. Và cái đợt tháng 5 vừa rồi em Thảo có bán đi ạ, thì mỗi một chậu nó cũng gồm có 2 thân nhưng mà nó thấp hơn đây. Và bây giờ nó đã cao và nó đã có tình trạng là chuẩn bị thắt ngọn rụng lá để cho bông đấy. Đấy. Đấy ạ. Cây này cả nhà chúng ta ghép khi mà chúng ta ghép đấy ạ, thì chúng ta phải cho nó thòng xuống hoặc là chúng ta dùng kẹp đấy ạ. Dùng kẹp để chúng ta nắn nó lên, nó dài lên cũng được. Đó, rất là đẹp nhá, thân xanh lét để chúng ta săn 5 cánh trắng. Bởi vì cả nhà biết rồi, hàng gieo hạt thì tỷ lệ của nó chỉ được khoảng tầm 50-70% thôi. Đó, với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và thân của nó xanh lét luôn này. Và số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu, em chỉ có khoảng tầm 50 chậu dành cho 50 cô chú anh chị nhá. Đó, mỗi một cây của nó không quá là cao khoảng từ 40 này, 40 đến 50 cm. Nhưng mà có cây 50 cm thì hơi ít. Chủ yếu là 40 cm nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu gồm có 2 thân. Hôm nay em bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Em bán 230.000 một chậu gồm có 2 thân, cao khoảng từ 40 đến 45 cm. Gần 3.000 cây giống về thì gia đình em Thảo đã lựa ra được gần 300 cây. Những cái cây phi điệp giống nó nhỏ nhỏ. Và gia đình em Thảo đã đánh dấu hết tất cả những cái dòng hoa nào và em đã xếp vào một khay rồi. Và em sẽ bán với giá rất là mềm nhá cả nhà nhá. Những cái cây cả nhà các bạn nhìn thấy, cây của nó chỉ cao khoảng tầm 2 cho đến 3 cm. Cây nó không có vấn đề gì cả, mỗi tội là nó còn hơi bé thôi. Đó, đây cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là em sẽ bán với giá rất là mềm luôn ạ. Em bán theo combo đi. Em sẽ gọi combo này là combo số 3, bởi vì em đã có combo số 1, số 2 rồi. Combo số 3
thì sẽ gồm có 10 loại. Ví dụ như là di linh xuân thì cây của nó thắt ngọn rồi này. Di linh xuân với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn. Phi điệp nu 68, đây mặt bông mẹ của nó cả nhà nhìn đây ạ. Đó. Phi điệp sơn điền cánh mai cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Phi điệp lộc bắc. Lộc bắc cây tím là phải rồi. Phi điệp Easo, giả hạc Easo đây, một thân cao khoảng 2-3 cm thôi. Phi điệp thác bay. Phi điệp nù tam bố, nù này. Phi điệp giả hạc Đắc Lây, người đẹp Tây Nguyên đúng không ạ? Phi điệp núi Chúa. Phi điệp ba bó lúc nãy em quay rồi đúng không ạ? Đó, cũng có 10 loại này. Em bán với giá là 300.000 một cái combo này. Cùng có 10 loại, tính ra chỉ có 30.000 một cây đúng không ạ? Rất là xinh luôn. Đấy, nó chỉ là hơi bé, khoảng 2-3 cm thôi. Và đây là gần 300 cây thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Và đây những cái loại nhà em đã ghi tên hết rồi. Đây ạ. Đó. Đây, như cây của nó chỉ cao khoảng 2-3 cm thôi cả nhà nhá. Em bán là 300.000 một combo gồm có 10 loại. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm cây khoảng từ 2-3 cm. Cây nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương thôi. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm những chậu cây phi điệp lá mít hòa bình, là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và cái dòng hoa này khi trưởng thành chúng ta chăm sóc tốt, nó có thể lớn bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta. Và cây này khi mà lá của nó trưởng thành thì thường nó xòe to hơn so với những cái lá cây phi điệp khác. Hoa của nó cánh dày dặn, hoa rất là bền. Và ngày hôm nay những cái chậu của nó cây cao khoảng từ 4-5 cm thôi, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và đối với những cái chậu này thì đợt tháng 4 năm vừa rồi em Thảo toàn bán dòng cây này với giá là 101 đúng không ạ? Ngày hôm nay duy nhất em bán với giá chỉ có 45.000 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm nhá. Và số lượng thì em Thảo chỉ có 500 cây thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta còn sưu tầm. Đó, cây phi điệp lá mít, cây cao khoảng từ 4-5 cm, cây nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và cô chú chị nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo 3 số điện thoại là 0965 495 087, 0848 626 228, là 2 số điện thoại của em. Và đây là một số cây nó cũng đã thắt ngọn để chuẩn bị chất dinh dưỡng cho cây hoa tiếp theo rồi đấy ạ. Đó, cho cây những cái cây năm sau. Rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là xinh ạ. 45.000 một cây thôi, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó. Phi điệp châu Như F1 là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị sưu tầm về để chúng ta săn bệt đúng không ạ? Và cùng một cái lô này đã được rất nhiều cô chú anh chị nở ra những cái mặt bông bệt rất là đẹp và phản hồi lại rất là thích đấy ạ. Và em có để phần ra một chú gồm có là chú ấy bảo là mua 12 chậu và em có để phần ra, thì là em vẫn chưa thấy lên lấy, nên là em sẽ bán ra lộc cho cô chú anh chị nào yêu mến nhé. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 3 thân và mỗi thân của nó cao khoảng từ 12-20 cm nhé cả nhà nhé. Gồm có 2 thân, một chậu rất là đẹp này. Đó, đây. Thân của nó là thân tím luôn này, có thân tím một tí này. Đây. Đó. Bình thường mỗi một chậu em Thảo bán từ 150 cho đến 170 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em bán với giá là em bán theo combo luôn nhá. Đấy, tại vì là có chú ấy bảo là lấy 3 chậu này về để trồng vào một chậu. Nó cũng rẻ nên là em sẽ bán cực kỳ là mềm với giá ra lộc lá 300.000 được 3 chậu này. Được 6 thân cực kỳ là đẹp nhá. Em chỉ còn có là 4 phần, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm nhá. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có khoảng tầm 10 chậu kiều dẹt. Như cả nhà có thể nhìn đã, cây khoảng 2-3 thân tơ, cây rất là xinh xắn. Cây cao khoảng từ 15-20 cm. Và kiều dẹt được nằm trong top 7 loại hoa lan quý hiếm và có giá trị đắt đỏ nhất Việt Nam mình đúng không ạ? Và hoa của nó màu vàng tươi, rất là thơm, nở rất là bền. Chính vì vậy, dòng hoa này được mệnh danh là nữ hoàng của dòng hoa kiều đúng không ạ? Kiều thì có rất là nhiều loại, kiều dẹt, kiều vuông, kiều vàng, kiều tím, kiều hồng đúng không ạ? Có rất là kiều mỡ gà nữa, có rất là nhiều dòng kiều. Và kiều dẹt là cái dòng hoa quý hiếm nên chính vì vậy nó cũng hơi đỏng đảnh đúng không ạ? Rất nhiều cô chú anh chị đã từng thuần nhưng mà bất thành. Và đây chính là cơ hội cho anh chị em nào muốn sưu tâm, chúng ta có thể mua 2-3 chậu về, chúng ta ghép vào thành một chậu thì chúng ta sẽ được một cái chậu hoa rất là xinh. Và riêng hàng kg của nó đã rơi khoảng tầm 700-800.000 một cân đúng không ạ? Và khi mà chúng ta trộn đi nữa thì chắc là cũng chỉ được khoảng tầm 1-2 chậu như này thôi đúng không ạ? Đó, em có 10 chậu thôi.
Bình thường em thảo bán với giá là 250 cho đến 280 một chậu. Hôm nay em thảo bán duy nhất chỉ có 200.000 một chậu thôi ạ. Em số lượng chỉ có 10 chậu thôi nhá anh chị em nhá. Cây khoảng 2 đến 3 thân tơ như anh chị em có nhìn đã. Xinh lắm, rất là đẹp nhá. 200.000 một chậu. Một siêu phẩm đa châu đỏ đốm và đa châu hồng đốm đúng không ạ? Cây rất là xinh mà số lượng thì lại không có nhiều, em chỉ còn có 12 cây thôi ạ. Cây rất là xinh này cả nhà nhìn thấy không ạ? Vừa lá ngắn lá mít mà nó còn lại còn có cái độ võng ra như thế này thì nếu mà trong cô chú chị nào đã chơi đa châu thì biết là cái dòng như này là có giá trị kinh tế cao, kể cả giá trị thẩm mỹ nó cũng đẹp cả nhà nhìn không ạ? Nhỏ nhắn xinh xắn mà nó xếp rụt rịt như thế này và đã có nụ để cho cô chú chị có thể sưu tầm hoa để chúng ta có thể ngắm Tết được luôn đấy ạ. Nó xinh quá. Với bản lá là 3cm, chiều ngang từ 28 đến 30cm. Dòng lá vừa lá mít vừa lá xếp thì cực kỳ là đẹp luôn rồi. Cây này đúng tiêu chuẩn là ngon bổ rẻ luôn ạ, chỉ có 200.000 một cây thôi. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Em có hai màu là màu đỏ đốm và màu hồng đốm. Đây, xinh quá luôn, trời ơi, thật sự luôn này. Không còn gì, không còn từ ngữ nào để miêu tả cái độ đẹp của nó nữa đây. Như những con trâu nghé cực kỳ là xinh luôn. Lá xếp rụt rịt từ 5 cặp lá này, 4 đến 5 cặp lá, chủ yếu là 5 cặp lá thôi. Đây này, xinh quá. Có nụ nữa rồi. Đây này. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có 5 chậu cây ngọc trai đen hay gọi là thiên nga đen, một cái dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng trên thế giới bởi cái màu đen tuyền biểu tượng cho sự vĩnh cửu và huyền bí. Và đây là hàng hiếm dành cho các cô chú anh chị sành chơi đúng không ạ? Hay nói cái khác là dành cho những cô chú chị yêu mến những cái mặt bông độc đáo. Và đây là một cái mặt bông cả nhà các bạn nhìn thấy ở trên màn hình, ở đây chính là mặt bông của ngọc trai đen đấy ạ. Hoa của nó rất là đặc biệt đúng không ạ? Hoa buông thong xuống, cánh hoa rất là cứng và có hương thơm dịu ngọt. Nói tóm lại là khi mà ai mà đã gặp được cái mặt bông này rồi thì sẽ rất là khó quên đúng không ạ? Và hiện tại thì gia đình em Thảo có những cái chậu này đã thắt ngọn chuẩn bị vàng đang trong quá trình xuống lá cho bông đúng không ạ? Đấy. Hoa nở vào mùa xuân nhé cả nhà nhé. Với cô chú anh chị ở trong miền Nam thì về sẽ vào đầu mùa xuân là sẽ có hoa luôn rồi đấy ạ. Và hiện tại thì ở trên thị trường có rất nhiều những loại ngọc trai đen, nhưng mà gia đình em Thảo là cái hàng đã thuần tại vườn ở Việt Nam mình gần 2 năm rồi, nên là cái độ thích nghi môi trường của nó rất là cao ạ. Cô chú anh chị mua về chúng ta có thể ngắm hoa và để làm giống luôn nhé cả nhà nhé. Cây cực kỳ là xinh, như cả nhà đang nhìn đây chính là mặt bông của nó đây ở trên màn hình, và đây chính là cái cây đang vàng lá, đang chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Đấy. Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà về 10 loại cây con giống của gia đình em Thảo có sẵn từng khay đây ạ. Đầu tiên gồm có hòn hèo, phi điệp 5 cánh trắng mắt xước 75.000, gồm có 2 thân này. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai 1 thân 65.000. Phi điệp 5 cánh trắng phú thọ 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hậu 75.000, gồm có 2 thân. Phi điệp mắt đỏ hòa bình 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mỹ nhân này. Đó. Phi điệp bảo 75.000, cũng gồm có là 2 thân. Phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh. Dạ, 1 đến 2 thân. Và gia đình em Thảo có rất nhiều hàng nên là em sẽ quay em bán combo nhé cả nhà nhá. Dạ. Mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000, gồm có là 5 cây. Dạ, 5 cây nhá. Combo số 1 gồm có là Phi điệp hòn hèo người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp 5 cánh trắng phú thọ là một trong những cái dòng hoa 5 cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm nhá cả nhà nhá. Tiếp theo cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, viết tắt là HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa ở Hòa Bình, 5 cánh trắng Hòa Bình rất là xinh đúng không ạ? Đây ạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5cm. Phi điệp 5 cánh trắng mắt xước, đây ạ, một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy trên màn hình đây chính là phi điệp 5 cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai thì là một thân đúng không ạ? Đó là combo số 1 gồm có 5 loại như vậy. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là tổng thể 5 loại là năm mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo combo số 2. Combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân, gồm có 2 thân, cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là
Phi Điệp Hồng Yên Thủy hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà quạnh nhìn ở trên màn hình này đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân đúng không ạ? Rất là xinh. Cây bảo bảo, phi điệp bảo bảo này. Đó, phi điệp bảo bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa. Cả nhà quạnh nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ hòa bình. Mắt đỏ hòa bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông, cái mắt đỏ hòa bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhoe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương đúng không ạ? Hồng mẫu hậu. Đây, phi điệp hồng mẫu hậu này. Đó, với mặt bông mẹ cả nhà bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hậu. Đó. Đây là hai combo của gia đình em. Mỗi cây khi mà bán lẻ thì nó khoảng tầm 70 đến 75 nghìn. Nhưng mà khi cả nhà mua combo thì với giá là 60 nghìn đó nhé cả nhà nhé. Đây ạ, 10 loại của nhà em. Cô chú anh chị nào yêu mến những cái dòng hoa nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhé. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có 6 hình cây HO đỏ dành cho 6 cô chú anh chị yêu mến mặt bông độc và đẹp. Dòng hoa này có thể chơi lá này, chơi hoa, có thể mặt bông này có thể gọi là hàng va luôn đúng không ạ? Không đâu có thể tìm được một cái mặt bông màu tím đậm to, cánh của nó bay và cái lưỡi của nó cực kỳ là xinh như thế này đúng không ạ? Và cái dòng thân của nó thân lá này, cái lá nó giống như lá nhựa dày dặn rất là đẹp luôn. Đó, riêng là cái dòng chơi lá quanh năm thời rất là yêu rồi. Và cái dòng này có giá trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế cũng rất là cao ạ. Hiện tại thì nếu mà cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể nhìn thấy là có rất nhiều nơi họ riêng bán một cái tân hoa như này thôi là đã rơi khoảng tầm 700-800 rồi đấy ạ. Và bây giờ thì em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng hình nhá. Và hiện tại thì cây đã thắt ngọn rụng lá chuẩn bị cho bông rồi. Và cây thì hoa chuẩn nha cả nhà nhá. Cây số 1 em bán 270.000 gồm có một thân hoa dài 50cm và một thân già đấy ạ. Cây chuẩn bị cho bông mùa tới luôn nhé cả nhà nhé. Tiếp theo cây số 2, 240.000 gồm có là một thân hoa cao 34cm và một thân già đấy ạ. Đó. Và cây đã thất ngọn chuẩn bị chất dinh dưỡng cho hoa và cho những cái cây con mùa tới luôn đúng không ạ? Và nhìn thoáng qua thì chúng ta có thể thấy là cái dòng hoa này hơi giống với chồng rồng đỏ nhưng mà không bao giờ đẹp bằng đúng không ạ? Chồng rồng đỏ không bao giờ đẹp bằng cái dòng hoa HO đỏ này bởi vì là cái cánh của HO đỏ nó bay hơn, đẹp hơn và nó dài hơn và cái lưỡi của nó cũng bè hơn, nhìn rất là xinh luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Và cây số 3 em bán là 300.000 cũng có hai thân, một thân dài nhất của nó là 39cm và thân hoa thứ hai là 29cm nhé cả nhà nhé. Đây ạ, cây đẹp lắm luôn. Và cây đang thắt ngọn rụng lá cho hoa rồi nên là những cái lá của nó có bị vàng thì chúng ta đừng hoang mang nhá. Đó. Cây số 4 em bán 280.000 gồm có 67cm nhá, một thân hoa là 67cm và một cái thân già con này. Đó, xinh quá luôn. Đấy, nhìn cái lá của nó này. Cái dòng lá dày nhìn sờ rất là thích và đặc biệt thích nhất là ở cái thân của nó nè, cái thân của nó thân vàng rất là xinh, rất là khỏe và ăn nắng luôn. Tiếp theo là cây số 5 có một thân hoa dài 42cm và một cái thân già này, cả nhà nhìn thấy không? Cây đẹp lắm. Đó, đây. Lá của nó này. Và cây số 6, 230.000. 32cm. Này, một cái thân dài này. Một cái thân hoa với lại một cái thân già, rất là đẹp luôn. Cứ mỗi ngày gia đình em Thảo cái dòng hoa này được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và có hình thì em sẽ quay để cho cả nhà có thể lựa cho mình. Và đây là hàng sưu tầm, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm cho mình một vài cây về chúng ta ghép vào một giò thì cực kỳ là xinh rồi ạ. Bởi vì cái dòng hoa này mặt bông tím đậm, không đâu có thể tìm một cái dòng cây phi điệp tím mà nó đẹp và xuất sắc như thế này đâu ạ. Và đây là chầm Điện Biên hàng gieo hạt của gia đình em Thảo với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp luôn đúng không ạ? Và chầm Điện Biên là cái dòng chầm nổi tiếng ở trên Việt Nam mình đúng không ạ? Cô chú chị nào mà đã từng chơi lan thì biết đến cái dòng này. Đó, và đây là hàng gieo hạt. Số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu. Và trong quá trình bán hàng thì em Thảo được rất nhiều cô chú chị yêu mến. Và cái mặt bông này nhá, năm ngoái gia đình em Thảo cũng có lấy về và đã sổ ra tại vườn một cái mặt bông mà nó được cái vẻ đẹp của nó rất là đẹp mà nó còn rất là thơm nữa. Một bông nở ra cạnh nhà em ấy, lối đi vào bếp đấy ạ, thơm ngát luôn. Đó. Và em Thảo bán với giá là 150.000 được hai bảng này. Đấy. Tức là 75.000 một bảng thôi. Đấy. Đây là hàng để sưu tầm, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm 1-2 bảng. Bởi vì giá của nó cực kỳ là mềm đúng không ạ? Đấy. Đây. Có 75.000 thôi này, xinh quá. Yêu lắm luôn. Cây chuẩn bị thắt ngọn chuẩn bị cho bông rồi đấy. Và số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu ạ. Trầm Điện Biên gieo hạt
75.000 một bảng. Khi nhắc đến dòng hoàng thảo thì chúng ta không thể không nhắc đến hoàng thảo trầm tím, một loài hoa vô cùng quý hiếm và nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông đẹp nhất và thơm nhất. Và cái dòng hoa này có giá trị kinh tế cao bởi nét đẹp quyến rũ và luôn rực rỡ. Và khi mà hoa nở đã có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Và đối với những ai đã từng tiếp xúc với cái loài hoa này một lần thì chắc chắn là sẽ không thể quên được cái hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, tạo ra một cái cảm giác thư giãn. Và riêng mua hàng kg thì nó rơi khoảng tầm hơn 1 triệu đúng không ạ? Em bán ngày hôm nay có những cái chậu hoa gây giống hàng hoàng thảo trầm tím của nhà em. Hiện tại thì là có rất nhiều chậu nhưng mà hiện tại thì chỉ còn có là 8 chậu thôi, em bán hết rồi. Đó, còn những cái chậu rất là đẹp đúng không ạ? Em bán giá ngày hôm nay cực kỳ là mềm, 170 một chậu, mua 2 chậu em bán là 300.000 nhá cả nhà nhá, hàng để gây giống. Và giá này là cực kỳ là mềm luôn, không đâu mua được những cái chậu trầm mà nó vừa đẹp mà nó lại vừa rẻ như thế này ạ. Đấy ạ. Chiều cao thì khoảng từ 3 cho đến 8 cm, 10 cm nhá. Đấy, rất là xinh xắn, dễ thương. Hàng để gây giống, hàng sưu tầm cho cô chú anh chị nào yêu mến. Số lượng thì gia đình em không có nhiều, nên là anh chị em nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo hai số điện thoại nhé. Phi điệp lá mít Hòa Bình ngày hôm nay gia đình em Thảo rất là xinh, mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, mỗi thân của nó cao khoảng từ 10 cho đến 15 cm, rất là đẹp đấy ạ. Có thân của nó sẽ dài khoảng 20 cm nữa này. 20 này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Xinh lắm. Và cái bản lá của nó khi mà trưởng thành nó sẽ xòe to hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác. Và cả nhà mua về chúng ta có thể so sánh giữa cái bản lá của cây phi điệp và lá mít Hòa Bình này với những cái dòng cây phi điệp khác thì mọi người sẽ thấy là lá của lá mít Hòa Bình nó dày dặn hơn này. Thân của nó cũng vậy, thân của nó cực kỳ là khỏe, ú nu luôn này. Đó, và cả nhà có thể là mua về và chúng ta chăm sóc tốt thì nó có thể là lớn bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta luôn. Đó, yêu lắm. Thân của nó cũng mập nữa này. Xinh quá luôn. Đây. Em bán 280.000 một chậu nhá. Thân của nó có cây nhưng mà nói chung là toàn những cái thân đây. Đây này, trên 10 cm nhá. Còn cái cây này là khoảng tầm 10 cm. 10 cm và 12 cm nhưng mà nó mập, nó đẹp. Nói chung là nó đẹp lắm. Và đây là nhà em Thảo đang đóng hàng gửi cho cả nhà. Anh chị em nào mà sau 3 ngày mà chưa nhận được những cái mặt hàng của gia đình em thì vui lòng là nhắn tin nhé. Bởi vì là nhà em thì có rất nhiều những cái mặt hàng nên là có khả năng là bị sai sót. Hoặc là khi nhận hàng thì cả nhà được phép xem hàng trước khi nhận. Đó, mọi người cứ mở hàng ra xem, nếu mà ưng thì nhận. Đó, mà có vấn đề gì về trong quá trình vận chuyển hay là thiếu hàng hay như thế nào thì cả nhà có thể gọi điện lại để thắc mắc với gia đình em. Và gia đình em sẽ có chính sách bù hàng cho cả nhà, nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm là khi mà gia đình em có vấn đề gì sai sót hoặc là trong quá trình vận chuyển thì gia đình em đều chịu trách nhiệm hết đấy ạ. Nói chung là xinh lắm này, lá của nó còn bóng bóng, gân gân nữa, dày dạn, đẹp lắm. 280.000 một chậu cây phi điệp lá mít Hòa Bình. Hàng gieo hạt thôi nhưng mà nó cực kỳ là mê ly luôn. Đó, yêu quá luôn. Phi điệp nụ tam bố là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp luôn, cả nhà các bạn nhìn thấy. Và hiện tại thì cây đã thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng để cho mùa hoa và nuôi dưỡng những cái thân tơ chuẩn bị khi mùa xuân bước về đúng không ạ? Đây, mỗi một chậu của nó không quá là cao đâu ạ, cao khoảng từ 10 cho đến 12 cm thôi, cây đẹp lắm. Nói chung là chuẩn bị cho bông bói năm tới luôn rồi đấy ạ. Em Thảo bán với giá là 180.000 thôi. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta coi sưu tầm nhé. Đấy, chuẩn bị cho hoa luôn. Cây của nó, thân của nó cũng xinh lắm đây này. Nhìn nù đó. Đó. Nhiều chị em hỏi gia đình em Thảo là sao vẫn chưa có di linh xuân, hàng để hoa nở vào mùa xuân đấy ạ. Thì ngày hôm nay hàng cũng đã về đấy ạ. Với cái thân của nó này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân. Thân to, thân bé như kiểu thân mẹ con đó. Nhưng mà nó đều là 2 thân hoa hết cả nhà. Và tới này nó sẽ mọc những cái thân tơ ở dưới này rất là nhiều luôn. Đây này, đang mọc lên này, đây này. Đó. Di Linh Xuân là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và hàng xuân thì bây giờ nó đã thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng cho hoa và cho những cái cây con mùa tới luôn rồi. Em Thảo bán với giá là 230.000. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta coi sưu tầm nhé. Mua 2 chậu em Thảo bán với giá là 450.000 ạ. Rất là đẹp luôn. Hàng này để sưu tầm và chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Và gia đình em Thảo vừa phun phòng chống thối nhũ nên còn hơi xanh xanh ở lá đây này. Đó. Phi điệp Sơn Điền Cánh Mai là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm được không ạ? Và trong quá trình em Thảo bán hàng thì cô chú anh chị hỏi đến rất là nhiều. Bởi vì là cái dòng hoa này là cái dòng hoa xuân, nên là cây nó đã thắt ngọn, rụng lá, chuẩn bị cho bông rồi.
Đó, mỗi một chậu của nó khoảng từ 2 đến 3 thân, chủ yếu là 2 thân nhé cả nhà nhá. 2 thân và cây cao khoảng từ 15 cho đến 18 cm. Đó, cây rất là đẹp. Với mặt bông mẹ cả nhà con nhìn đây ạ, nét là nét luôn đúng không ạ? Rất là xinh luôn. Đó, cây không quá là dài nhưng mà cây đã chuẩn bị cho bông bói rồi, rất là xinh. Đó. Và cái lô vừa rồi em Thảo về là em Thảo hết sạch luôn và mãi ngày hôm nay mới lại có. Và cô chú chị nào muốn sưu tầm và chuẩn bị cho bông bói thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Đây cả nhà có nhìn thấy cái thân của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây ạ. Đó, dự sẽ cho là những cái bật bông rất là đẹp đúng không ạ? Cái khuôn bông mà đã đẹp rồi thì nó nở ra bông nào nó cũng xinh hết á. Đấy, nên là cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Phi điệp mắt đỏ hòa bình là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến bởi vì cái mặt bông có cái đôi mắt màu đỏ rất là đẹp. Và khi mà ướt mưa hoặc là có sương xuống thì nó sẽ nhòe ra giống như là máu, rất là đẹp đúng không ạ? Như cả nhà đang nhìn, mỗi một chậu của nó khoảng từ 3 thân, 2 thân, 3 cho đến 4 thân đấy ạ. Rất là xinh xắn, dễ thương và cây không quá là cao đâu ạ. Cây cao khoảng từ 5 cho đến 8 cm, có thân thì được cao 10 cm thôi. Đó, như là có cái cây của nó rất là khỏe đấy, cả nhà con nhìn thấy cây cực kỳ là khỏe. Em bán với giá là 250.000 một chậu. Cây đẹp lắm này. Đó. 250.000 một chậu mắt đỏ hòa bình nhá cả nhà nhá. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm ạ. Đấy. Và hiện tại thì gia đình em Thảo có rất là nhiều đơn hàng nên là anh chị em nào mà chưa nhận được hàng sau 3 ngày thì vui lòng là gọi điện hoặc là nhắn tin cho em Thảo nhá. Và hiện tại thì tất cả những cái đơn hàng gia đình em đang đóng buổi tối và buổi trưa để em gửi cho cả nhà nữa này. Đấy. Bây giờ em sẽ quay một số mặt hàng khác nữa. Phi điệp bệt Easo là một trong những dòng hoa có mặt bông mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những cái dòng hoa được nhiều cô chú anh chị săn bệt nhiều nhất. Và cái lô đợt vừa rồi em Thảo về đấy ạ, chỉ có những cái chậu một thân thôi và ngày hôm nay thì đã có những cái chậu hai thân rất là đẹp đây để dành cho cô chú anh chị nào sưu tâm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy ạ, cực kỳ là nét luôn và cái thân của nó này, thân tím luôn này, tím lịm luôn này. Đó, đây nữa này. Đó. Bệt Easo này em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá. Cây rất là xinh luôn. Đó, và cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Xinh lắm này. Đó. Cực kỳ là xuất sắc luôn. Phi điệp hồng trời đánh là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Như cô chú anh chị có thể nhìn thấy và đây là cái dòng một thân thôi. Mỗi một cây của nó gồm có một thân và có những cái thân con ở dưới nữa. Và cây cao khoảng tầm 20 cm. Em bán với giá là 200.000 thôi ạ. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm nhá. Đó. Đây. Hàng đã thân ngọn chuẩn bị cho bông rồi đấy. Đây nữa này. Và được sự quan tâm của nhiều cô chú anh chị thì gia đình em Thảo đã về thêm phi điệp nù ta ly cùng với cây phi điệp nù hòa bình đúng không ạ? Nù ta ly là một trong những cái dòng hoa có giá trị về kinh tế rất là cao và hơn nữa có mặt bông mẹ cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và em bán với giá bình thường, nếu mà những cái chậu đẹp như này thì em Thảo toàn bán từ 100 cho đến 120, 130 một chậu. Và ngày hôm nay em bán giao lưu với cả nhà 80.000 một chậu, giá rất mềm luôn ạ. Đó, nù này, đẹp không ạ? Đó, xinh cực kỳ xinh luôn. Mỗi một chậu khoảng 2 đến 3 thân tơ. Nù nhá cả nhà nhá. Đó. Rất đẹp. Đó. Sau bao nhiêu sự chờ đợi thì ngày hôm nay gia đình em Thảo cũng có một lô để giao lưu với cả nhà. Đó chính là nù hòa bình. Như cái đợt vừa rồi tháng 3 hoặc với tháng 4 là em Thảo có bán những cái cây nù hòa bình. Cây nó bé lắm, nó chỉ cao bằng này thôi. Nó rất là nù đó. Ngày hôm nay này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Cây nù hòa bình này, đây là cơ hội cho anh chị em săn năm cánh trắng này. Thân xanh lét luôn, thân rất là nù. Để em so sánh giữa cây hạc vĩ thiên cung lữ bố của nhà em này. Đó. Mỗi một chậu của nó từ 2 đến 3 thân. Xinh lắm này. Đó. Cực kỳ xinh luôn. Có cả thân đây này. Đó. Em bán với giá cũng rất mềm luôn. Bình thường em bán toàn 101, 102 một chậu đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán giá cực kỳ sốc, 80.000 một chậu. Chưa bao giờ sốc bằng luôn ạ. Đó, này, đẹp lắm. Trời ơi, xinh lắm. Như cây mẹ cả nhà đang nhìn ở trên màn hình đây chính là cây mẹ của nó nhá. Đó. Rất đẹp, 80.000 một cây thôi. Hoàng nhạn là một dòng dáng hương cực kỳ được nhiều cô chú anh chị săn lùng để sưu tầm vì có mặt bông màu vàng nổi bật hơn so với những cái dòng dáng hương khác. Và hoa của nó có mùi hương thơm như là hương chanh được ạ, cực kỳ là ngọt ngào. Lá của hoàng nhạn thì nó ngắn, cứng và xếp dày đối xứng hai bên, có giá trị thẩm mỹ cực kỳ là cao.
Và mỗi một chậu của nó là 7 cặp lá trở lên nhé của gia đình em. Và đây là hàng cao cấp, hàng hoàng nhạn đột biến. Có hoa bình thường thì hoa của hoàng nhạn thì thường có màu vàng lưỡi tím đúng không ạ? Còn hoàng nhạn đột biến là hoa vàng lưỡi trắng rất là đẹp. Và số lượng thì gia đình em Thảo không có nhiều đâu ạ. Em sẽ đo cho cả nhà xem đây. Đó, em bán là 320.000 một chậu, mua 2 chậu là 600.000 nhé cả nhà nhé. Đây là hàng cao cấp của gia đình em và số lượng thì không có nhiều. 320.000 một chậu, hoàng nhạn đột. Một cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu mến và nó là cái dòng tiêu chuẩn nét đẹp của cái dòng trầm. Đó chính là trầm cửu long, cây rất là cao. Đây ạ, cây cao khoảng từ 50cm rồi đấy ạ, nhìn thấy không ạ? Cây này mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó sẽ cao khoảng tầm 2m. Đó, còn đạt phi 21 đúng không ạ? Rất xinh, cây lá của nó này, thân này đẹp lắm. Chúng ta phải mua 2-3 chậu và chúng ta trồng một chậu cũng đẹp lắm đây này. Cây khỏe, chúng ta mua về đây. Đẹp cực kỳ luôn. Đó. Trầm cửu long có mặt bông đẹp, thơm, rõ nét nhất trong tất cả các dòng trầm và nó là tiêu chuẩn nét đẹp của những cái dòng trầm khác. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Một chậu gồm một thân, lá cực kỳ là xinh luôn, bạn lá dày, đẹp. Cây đang đi ngọn cực kỳ là khỏe. Và cái riêng cái dòng trầm này thì nó có thể vừa đi ngọn và nó có thể vừa cho hoa được đấy ạ. Đó, xinh lắm. Em không có nhiều đâu nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể là sưu tầm nhá. Phi điệp thân nụ. Đây ạ, đây chính là phi điệp thân nụ nhá cả nhà nhá. Cây cao khoảng từ 12 cho đến 18cm. Có cây này đã thắt ngọn rồi. Đó. Cây rất là đẹp nhá. Xinh lắm. Đấy. Là một trong những cái dòng hoa nếu mà so sánh giữa cây lộc bắc này. Đây. Đó, thân nụ rất là to được không ạ? Thân nụ to và đẹp lắm. Đó. Em bán với giá là 250.000 một chậu nhá. Phi điệp nụ hòa bình, phi điệp thân nụ rất là xinh. Đó, em đo cho cả nhà xem này. Đó, cao khoảng từ 13 cho đến 17cm. Nếu mà nó thấp hơn thì nó sẽ nhiều thân hơn một tí. Xinh lắm. Đây là một số cây phi điệp mắt trâu của gia đình em. Với mặt bông mẹ, cả nhà quay nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và cái thân của nó đỏ rất là xinh đây. Đấy, thân hầu như là đang đi ngọn nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, cây cao khoảng từ 8 cho đến 15cm, rất là xinh. Đấy, cả nhà quay nhìn ạ, thân của nó đỏ rất là xinh nhá. Phi điệp mắt trâu này em bán với giá là 240.000 một chậu. Cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm, rất là xinh luôn. Hàng gieo hạt. Đấy, mắt trâu rất là đẹp nhá. Và riêng cái dòng này chúng ta chơi thân thôi để nó cực kỳ là đẹp và xuất sắc rồi. Đấy. Với cái thân lá của nó đấy ạ. Đây là mắt trâu hòa bình thì cái thân lá của nó vẫn dày dặn hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác đấy ạ. Đó, xinh quá. Và đây chính là cây phi điệp nụ 68 của gia đình em. Như cả nhà nhìn thấy thân rất là nụ đúng không ạ? Đây. Phi điệp nụ 68 này. Đó. Mua một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Đó. Cái dòng hoa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Đó. Và đây là cái dòng hoa có nguồn gốc xuất xứ tại Lâm Đồng đúng không ạ? Và đây là một trong những cái dòng hoa chơi thân thôi thì cực kỳ là xinh luôn. Mặt bông như anh chị em có thể nhìn thấy. Đây. Đó. Em bán với giá là 250.000 một chậu. Nụ 68. Cây của nó thì không cao quá đâu. Này. Từ 5 cho đến 8cm. Đây này. Đó. Nhưng mà cây nó khỏe lắm. Đó. Đó. Rất là xinh luôn. Đó. Một chậu này. Và đây là kích cỡ chậu nhá, em sẽ đo cho anh chị em để cho anh chị em bảo em quay gần thì sao mà to thế đây này. Đó, cái chậu này là 10cm nhá, đây này. Đó. Rất là xinh xắn dễ thương. Wow, xinh quá là xinh. Và hiện tại thì gia đình em Thảo vừa mới về được 50 cây phi điệp ma bó hàng gieo hạt của gia đình em. Và cái mặt bông như anh chị em có thể nhìn ở trên màn hình này đây chính là cây phi điệp ma bó này. Đó. Em có cả cây năm nhất là 75.000 và cái cây này là cây năm 2 rồi. Đó. Cây này em bán với giá rất là mềm ạ. Này, nhìn rất là nhiều thân nhá. Đây. 2 đến 3 thân. Đó, toàn 3 thân, 2, 3 thân thôi. Đó. Em bán với giá cũng rất là mềm. Cây nó không cao đâu. Cây nó còn bé lắm. Đây. Cao chỉ khoảng từ 5 đến 8cm thôi. Không cao lắm đâu. Đó. Em bán với giá là 230.000 một chậu. 230.000 một chậu nhá cả nhà nhá. Đó. Mua 2 chậu với giá là 450. Phi điệp ma bó. Còn bên này là cây châu Như nè. Xinh quá là xinh luôn. Đó. Phi điệp châu Như.
hàng gieo hạt đó. Phi điệp lộc bắc là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm được không ạ? Phi điệp lộc bắc này, cả nhà có nhìn thấy đó. Đó, cây của nó không quá là cao đâu, chỉ cao khoảng từ 8 cho đến 10 cm. Đó. Mỗi một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Phi điệp lộc bắc này em bán với giá là 230.000 một chậu. Mua 2 chậu là em bán 400.000 nhá. Phi điệp lộc bắc có mặt bông rất là đẹp luôn đấy ạ, mặt bông mẹ rất là xinh luôn. Cây của nó này đẹp lắm. Nói chung là xinh. Và đây là một số vật tư phân thuốc của gia đình em Thảo. Cô chú anh chị cần những loại nào thì em Thảo sẽ gửi kèm cùng hoa lan. Và bây giờ thì em Thảo sẽ giới thiệu anh cả nhà về từng loại, về từng công dụng và giá thành của sản phẩm luôn nhá. Và mùa này thì cây của chúng ta rất là dễ bị trột đúng không ạ? Bởi vì là cái độ ẩm trong không khí khi bước vào mùa thu và mùa đông thì nó giảm cực kỳ là mạnh ạ. Nếu như mùa hè độ ẩm trong không khí khoảng từ 70-80% thì sang mùa thu thì nó chỉ còn 40-50% thôi, nên là chúng ta sẽ cảm nhận được đó chính là đầu tiên là chúng ta bị nẻ chân, nẻ môi đúng không ạ? Bây giờ em Thảo đã bị nẻ rồi bởi vì ở trên Lạng Sơn là đã lạnh rồi đấy. Chính vì như vậy là cây của chúng ta rất là dễ bị mất nước, dẫn đến tình trạng là suy cây, héo lá và vàng lá đúng không ạ? Chính vì vậy là cái mùa này khi mà chúng ta tưới nước ấy thì cô chú anh chị tưới ngày 1 đến 2 lần và chúng ta có thể tưới đẫm hết cả giá thể luôn nhé cả nhà nhé. Đấy. Và 3 tháng cuối năm này là 3 tháng cực kỳ là quan trọng trong cái vấn đề là tích trữ dinh dưỡng đúng không ạ? Để cây chuẩn bị cho hoa. Và đặc biệt là đối với dòng thân thòng thì bây giờ chúng ta đã đang thắt ngọn rồi đúng không ạ? Nên là cái 3 tháng này là 3 tháng cực kỳ là quan trọng và 3 tháng giàu dinh dưỡng nhất. Và cây sẽ phát triển mạnh nhất và dồn dinh dưỡng, tích trữ dinh dưỡng để cây cho hoa đúng không ạ? Và cho kỳ và sang năm đúng không nào? Và khi mà độ ẩm không khí không còn nhiều như vậy thì chúng ta sẽ bắt buộc phải giữ ẩm cho cây của chúng ta một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa, cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ, cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn. Và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhé. Những cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000, đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhé cả nhà nhé, phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề là chống thối nhũn đó. Nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả.
kích thích da dễ cực mạnh đây. Đó. À, siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này là sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, da dễ đâm chồi này này. Đấy, chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá đó chính là NPK 3010 đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30 10 10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này. Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhé. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000, lọ này lọ to nhé cả nhà nhé, lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này thì em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000. Một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể phụt xun lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy, vườn nào có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn đúng không ạ? À, hoa của chúng sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau, 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng. Cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là theo cái sự hướng dẫn, nói chung là cũng như nhau thôi. Và tiếp theo đó chính là viên thuốc trị thối nhũn. Đấy, cực kỳ là hiệu quả luôn. Em bán là 20.000 một viên. Đó, là một gói, đây là dạng viên sủi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Một viên này thì chúng ta sẽ sử dụng được với 16 đến 20 lít nước này. Đó. Cái này sử dụng cho bắp cải rất là tốt, và đặc biệt là sử dụng cho cây lan cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy. 20.000. Đặc trị vi khuẩn 35.000.
Hiệu đặc biệt cũng là đặc trị sương mai, phấn trắng thán thư, nói chung là nó cũng là như vậy. Em bán là 35.000, hai cái đều như nhau hết. Kiki thì gia đình em Thảo có Kiki duy đỏ và Kiki duy xanh. Kiki duy đỏ thì nó là dạng bôi, còn Kiki duy xanh là dạng phun. Đấy, nó có sự hướng dẫn hết rồi. Em bán với giá là 60.000 duy xanh và 80.000 duy đỏ nhé cả nhà nhé, Kiki. Và dây thì hiện tại thì gia đình em có dây buộc 100m này, 100m tờ đây. Em bán là 50.000 dây buộc nhá. Đấy, keo liền sẹo. Keo liền sẹo này em là hàng của Mỹ, keo liền sẹo màu đen ấy, hàng rất là tốt đấy, em bán là 50.000. Bả sen em cũng nói rồi nhờ, 35.000. Đây. Phân bón lá đậu châu 501 này, nảy chồi ra hoa. Đó, em bán theo bộ nhá. Đấy, nó có cả cái cây, có cả đầu trâu 701 nữa này, kích thích ra hoa nữa. Đấy, em bán một bộ lá, em bán là 75.000 một bộ nhá cả nhà nhá, gồm còn sẽ được hai cái này. Đấy, nên bán lẻ thì là 25.000 một cái. Để chuẩn bị cho cây hoa của chúng ta nở một cách tối ưu nhất, có những khi chúng ta phát hiện ra là cái cây hoa của chúng ta có những cái nụ, những cái chồi nó rất là nhiều nhưng mà nó đều không nở được, nó sẽ trở nên vàng đi. Thì đó chính là tình trạng như con ruồi vàng nó châm chích vào, thì dẫn đến là cây hoa của chúng ta không thể nở được một cách tối ưu. Hay nói cách khác là nó không thể sai bông nhiều, đúng không ạ? Nếu cô chú anh chị gặp phải những cái tình trạng đấy thì chúng ta có thể để ý là trong vườn của chúng ta xem có những con ruồi vàng không. Khi nó đậu nó châm chích vào những cái vòi, những cái nụ hoa thì nó hoa của chúng ta sẽ không thể sai hoa nhiều được. Và mùa hoa Tết cũng như là mùa xuân, rất là nhiều những cái dòng hoa của chúng ta nó nở, đúng không ạ? Thì cô chú anh chị mua cái thuốc dẫn dụ ruồi vàng này về, chúng ta sẽ bẫy. Đấy, trong vườn chỉ có một vài con thôi thì nó bay từ cây này sang bay từ cây kia sang ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và mỗi một lọ này gia đình em Thảo bán với giá là 50.000, gồm có 2 lọ bên trong này. Và nếu mà vườn rộng trên là 100m thì chúng ta nên mua khoảng tầm 2 bẫy thế này. Đó, còn nếu mà những cái vườn bé bé thôi thì chúng ta mua một lọ. Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn ủng hộ shop hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị xem video của em nhớ đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và bây giờ em xin kết thúc video đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo.